Trò chơi sinh tử luôn là một chủ đề khiến khán giả yêu phim vô cùng thích thú bởi sự hồi hộp, kịch tính mà nó mang lại. Và không ngoa khi nói rằng Nhật Bản chính là một trong những nền phim ảnh làm tốt nhất trong thể loại này. Một trong số đó phải kể đến bộ phim Alice in Borderland, được chuyển thể từ bộ manga cùng tên vô cùng ăn khách. Phần đầu tiên của bộ phim đã mang lại những thành công bất ngờ. Và mới đây, Netflix đã chính thức cho ra mắt phần thứ hai, kế tiếp hành trình Arisu chinh phục những lá bài hình còn lại của vùng đất bí ẩn này. Chúng mình là Way to Wait Movie và trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình tóm tắt lại nội dung của mùa thứ hai của series Alice in Borderland nhé. Cùng bắt đầu thôi, let's go! Sau khi chinh phục toàn bộ những lá bài số, bộ tứ Arisu, Usagi, Kuina, Chichiya rời bãi biển để đến trung tâm Tokyo với mục tiêu là chinh phục những lá bài hình còn lại, chiến thắng trò chơi và trở về nhà. Tại đây cũng có rất nhiều những người chơi khác với mong muốn tương tự, tất cả đều tụ họp ở một chỗ. Tiếng súng nổ lên, hàng loạt những người chơi bị sát hại trong cơn mưa bom bão đạn mà chẳng thể thấy hung thủ. Lúc này, một khinh khí cầu khổng lồ với hình lá ca bích bay trên đầu họ. Hắn được trang bị vũ khí tận răng, người chơi chỉ có thể chiến thắng nếu giết được hắn. Trong cơn nguy kịch, họ hội ngộ được với An và Tata. Bảy người cùng nhau lái xe và tạm thời trốn được khỏi sự truy sát của ca bích. Thế nhưng trong quá trình chạy trốn, An cùng Chichiya lại bị tách đoàn và phải một mình lưu lạc. Trong khi bốn người còn lại cùng nhau ẩn náu tại một tòa nhà cao tầng, Arisu và Usagi cùng nhau đến một siêu thị gần đó để kiếm đồ ăn. Tại đây, Arisu đã biết được câu chuyện về người cha đã tử nạn của Usagi, đồng thời cô cũng không muốn trở về thế giới thực tại nữa. Trở về, cả đám bàn bạc kế hoạch phá đảo từng lá bài và quyết định sẽ bắt đầu với lá ca tép, một trò chơi đòi hỏi tinh thần đồng đội cao. Họ đến một cảng biển, nơi có rất nhiều những container xếp chồng lên nhau để tham gia. Trò chơi yêu cầu 5 người và mỗi người phải đeo một chiếc vòng tay đặc biệt. Thế nhưng trên bàn lại chỉ có 4 cái. Hóa ra tên Niragi khốn nạn từ bãi biển đã đến trước và đeo một cái. Cả đám vô cùng bất ngờ vì hắn vẫn chưa chết mà chỉ bỏng nặng toàn thân. Dù chẳng mấy tin tưởng nhưng họ không có sự lựa chọn nào khác cùng Niragi tham gia trò chơi. Bước vào trong, họ gặp một nhóm người, đứng đầu là Kinchi Kiyuma, một anh chàng theo chủ nghĩa khỏa thân, tự xưng mình là Katep, đồng thời là công dân của vùng đất này. Kiyuma nói rằng mỗi trò chơi lá bài hình đều là một trận tử chiến để đối đầu với công dân của vùng đất này, đội thua sẽ chết hết. Trong sự ngỡ ngàng của Arisu và đồng đội, Kiyuma tiếp tục giải thích luật của trò chơi lần này như sau. Trò chơi mang tên Thẩm Thấu. Khi khởi đầu, mỗi đội sẽ được cung cấp 10.000 điểm và có thể phân chia cho từng thành viên tùy ý, tối thiểu là 100 điểm. Để có thể giành được điểm có 3 cách. Đầu tiên là thi đấu bằng cách chạm vào người của đối thủ. Nếu điểm bên nào cao hơn thì sẽ giành được 500 điểm từ người còn lại. Đồng đội khi chạm vào nhau sẽ có thể thi đấu bằng tổng điểm của cả hai người. 500 điểm giành được sẽ chia đều cho cả hai. Cách giành điểm thứ hai là tìm kiếm 6 món đồ được giấu trong vô số những container tại đây. Số điểm của những món đồ lần lượt từ 500 đến 3.000 điểm. Cách giành điểm cuối cùng chính là căn cứ. Mỗi đội sẽ có một cột điện gọi là căn cứ. Nếu chạm được vào căn cứ của đối thủ sẽ giành được 10.000 điểm. Còn khi chạm vào căn cứ của bản thân sẽ tạm thời đưa điểm của mình thành vô hạn. Nếu chạm được vào người của đối thủ lúc đó sẽ khiến họ mất đi 10.000 điểm. Bất kỳ ai có số điểm âm sẽ lập tức bị giết chết. Một nguyên tắc cuối cùng đó là khi số điểm của người chơi thay đổi dù vì nguyên nhân gì, họ sẽ trở nên bất hoạt và không thể ghi hay mất điểm. Nếu người chơi bất hoạt chạm vào đối thủ thì cả hai sẽ bị điện giật gây tê liệt tạm thời. Chạm vào căn cứ sẽ loại bỏ trạng thái bất hoạt và người chơi có thể hoạt động bình thường. Sau 2 tiếng, đội nào nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng. Sau khi nghe xong luật chơi, đội Arisu bắt đầu họp bàn để chia điểm sao cho hợp lý. Những người chạy nhanh gồm Usagi và Kuina sẽ nhận 300 điểm. Những người chạy chậm là Arisu và Niragi sẽ nhận 4.600 điểm. Trong khi đó, Tata ở lại căn cứ sẽ nhận được số điểm tối thiểu là 100. Một người đi nhanh sẽ bắt cặp với một người đi chậm. Trong khi đó, đội Kiyuma lại chia đều mỗi người 2.000 điểm. Với chiến thuật hợp lý, đội Arisu liên tiếp chiếm được lợi thế và dẫn trước 5.000 điểm. Thế nhưng, đội của Kiyuma bất ngờ tấn công căn cứ, nơi chỉ có mình Tata đang canh gác. Cả bốn người lao vào cùng một lúc đã giành được 30.000 điểm cho đội của mình. Thế nhưng họ cũng phải hy sinh một người vì bị Tata chạm vào. Giành được lợi thế quá lớn khi mỗi người có tới 10.000 điểm, đội Kiyuma thừa thắng xông lên, nâng cách biệt lên mức 12.000 điểm. Thời gian có hạn khiến Arisu buộc phải đánh liều, anh cùng 3 người tổng tấn công căn cứ của Kiyuma. Lợi dụng trạng thái bất hoạt, họ đã giành lại cho đội 10.000 điểm. Thế nhưng do Kuina chậm chân nên đã không giành được 10.000 điểm còn lại. Cách biệt hiện tại đang là 3.000 điểm, cả đội suy sụp tinh thần trở về căn cứ. Chỉ có Usagi là vẫn quyết tâm đi tìm những món đồ còn lại và giành được 2.500 điểm, khiến cách biệt chỉ còn 500 điểm mà thôi.
Tên Niragi lúc này vừa dứt mồm chửi Tata là vô dụng, báo hại cả đội, quay sang cố hãm hiếp Usagi. May mắn là Arisu đã đến mà cứu cô kịp thời. Thời gian chỉ còn vài phút, Arisu tìm đến bên bờ biển để gặp Kiyuma. Hai người có một sự đồng điệu trong tâm hồn không hề nhẹ và thực sự đã thấu hiểu nhau sau trò chơi lần này. Arisu đề nghị họ bắt tay lần cuối trước khi anh cùng đồng đội lìa đời. Thế nhưng bất ngờ là Kiyuma đã thua, khiến cho đội người chơi giành được 500 điểm và vượt lên dẫn trước. Hóa ra trước đó, Tata vì hối hận rằng mình đã quá hèn nhát nên đã tự đập nát bàn tay để tháo chiếc vòng đưa cho Arisu, giúp tổng điểm của cậu bằng cả hai người và đã chiến thắng Kiyuma. Đội Katep dù thua nhưng vẫn ngẩng cao đầu từ biệt thế giới. Còn về phía đội Arisu, Tata vì mất máu quá nhiều nên đã ra đi. Ở một diễn biến khác, Chishiya cũng đang tự mình tham gia một trò di cơ, trò chơi sẽ chơi đùa với tâm trí và trái tim của những người tham gia. Mỗi người sẽ phải đeo một chiếc vòng cổ đặc biệt hiển thị một trong bốn chất, Kurotepic. Trong mỗi vòng chơi kéo dài 1 giờ, họ sẽ phải đoán chất của mình là gì. Nếu đoán đúng sẽ đi tới vòng sau, nếu đoán sai sẽ lập tức bị nổ tung. Mỗi vòng, chất của người chơi sẽ đều thay đổi và họ chỉ thắng được trò chơi khi loại bỏ được di cơ, cư dân của vùng đất đang trà trộn trong số họ. Những người chơi bắt đầu lập nhóm để nói cho nhau chất của mình. Chishiya cũng liên minh với một cậu bạn nhút nhát. Vòng chơi đầu tiên diễn ra mà không có một ai chết. Thế nhưng càng những vòng sau, niềm tin càng lung lay khiến số những người chết ngày càng nhiều. Chứng kiến quá nhiều cái chết, cậu cộng sự nhút nhát của Chishiya không chịu nổi nữa mà bỏ cuộc, đẩy Chishiya vào tình thế đơn phương độc mã. Cùng với anh lúc này còn 4 người khác, cặp tình nhân gồm Yaba và Kotoko, cặp cộng sự gồm một kẻ giết người hàng loạt tên Banda và anh bạn tóc mái Matsushita. Chishiya bắt đầu tiếp cận anh bạn tóc mái để liên minh, thế nhưng anh này bằng mặt nhưng không bằng lòng, nên nói dối chất bài của Chishiya. Anh tiếp tục tìm đến cô nàng Kotoko để gặng hỏi liệu chất của mình có phải là tép hay không. Nhưng Kotoko không trả lời mà rời đi ngay lập tức. Với hai cặp còn lại, Yaba nói thật chất của Kotoko, nhưng ngược lại cô ta lại nói dối. Cũng như vậy, Banda nói thật chất của Matsushita, nhưng Matsushita lại nói dối. Trong phòng dự đoán, những tiếng nổ phát lên. Cuối cùng, người bước ra chính là Matsushita với một tâm thế tự đắc. Chưa vui mừng được bao lâu thì lần lượt Chishiya, Yaba và Banda cũng đã bước ra. Chishiya bằng suy luận của mình đã đoán ra được Matsushita chính là di cơ, cộng thêm một chút may mắn nên anh đã sống sót. Tương tự, Yaba và Banda đã bí mật liên thủ với nhau để lật mặt tên di cơ xảo quyệt. Hóa ra, hắn và Kotoko đã liên minh với nhau từ đầu, nên vòng cuối hai người mới nói dối cộng sự của mình. Đồng thời, hắn cũng nói dối Kotoko luôn. Kết quả là vòng này chỉ có mình Kotoko ngây thơ là rơi vào bẫy của di cơ. Hắn sau đó bị tra tấn và hỏi cung bởi Yaba và Banda, cuối cùng bị giết chết. Ở một diễn biến khác, Kuina đã rời đi để tìm An và Chishiya. Trong khi đó, Usagi đã giúp Arisu vượt qua cú sốc sau cái chết của Tata, rồi hai người họ tiếp tục lên đường phá đảo những trò còn lại. Trong một lần đi qua một khu dân cư bỏ hoang, họ tìm được một cuộn băng, quay cô gái nói rằng mình nhớ chính xác những gì đã xảy ra trong cái ngày mà họ bị chuyển đến vùng đất này. Thế nhưng chưa kịp tiết lộ gì thì cô đã bị sát hại bởi Kabik. Hắn lúc này cũng đã tìm đến đây và tiếp tục truy đuổi Arisu và Usagi. Hai người bỏ chạy vào rừng nhưng lại lạc mất nhau. Arisu được cứu bởi một cô gái cụt chân bắn cung tên là Akane và bất ngờ thay cô ta đi cùng với Aguni. Sáng hôm sau, Aguni cùng Akane và Arisu lên kế hoạch chủ động phục kích tên Kabik. Dù bắn trúng được vài phát nhưng tên này quá trâu bò và đã dễ dàng lật ngược thế cờ. Cuối cùng, chính bộ ba là người phải trốn khỏi sự truy sát của hắn. Arisu sau đó cũng rời đi để tìm Usagi. Trong quá trình tìm kiếm, anh thấy rằng bên cạnh mình thì rất nhiều những người chơi khác cũng đang nỗ lực để chiến thắng những lá bài hình còn lại. Trong lúc đó, Usagi cũng lưu lạc để tìm kiếm những người đồng đội của mình. Cô tình cờ gặp được một cậu nhóc 10 tuổi sắp hết hạn visa và quyết định sẽ giúp cậu trong trò chơi tiếp theo, Quibic, trò chơi thể lực. Tại đây, Usagi đã gặp lại Arisu và cả hai người quyết tâm liên thủ để cứu cậu nhóc kia. Trò chơi lần này tên là Chiếu Tướng, sẽ có hai đội, đội đỏ của Quibic gồm 4 người và đội xanh của những người chơi sẽ gồm 16 người. Mỗi đội sẽ có một người chơi được chỉ định làm vua, với đội đỏ chính là Quibic, còn đội xanh thì vị vua được chọn là cậu bé 10 tuổi. Mỗi đội sẽ luân phiên đuổi bắt nhau 16 hiệp, mỗi hiệp 5 phút. Đội đuổi sẽ có nhiệm vụ bắt đội chạy và phải ấn vào cái nút đằng sau lưng của mỗi người. Khi đó, người bị bắt sẽ chuyển sang đội còn lại và bị bất hoạt trong thời gian còn lại của hiệp. Riêng vua sẽ không thể nào chuyển phe, cứ mỗi hiệp chơi, vai trò của đội đuổi và đội chạy sẽ đảo lại. Sau 16 hiệp, đội nào nhiều thành viên hơn sẽ thắng và đội thua sẽ bị giết ngay lập tức. Trò chơi bắt đầu. Dù đông hơn nhưng do lợi thế thể lực quá lớn của Quibic, đội người chơi dần thất thế. Đồng thời, họ nghĩ rằng nếu mình chủ động theo phe Quibic thì chắc chắn sẽ sống sót, nên cũng không mang tới việc giành chiến thắng nữa.
đã đến hiệp thứ 13 và giờ tỷ số đã là 17-3 nghiêng về phía đội Quebec. Những người còn lại của đội người chơi là Arisu, Usagi và cậu bé 10 tuổi gần như chắc chắn đã giành chiến thắng, thế nhưng Quebec lại có cảm tình với Arisu và đòi cậu phải thuộc về mình bằng được. Do đó cả đội bắt đầu đi săn lùng Arisu. Trong hiệp 14, Usagi đã bắt được 3 người chơi đối phương, đồng thời thông não họ rằng nếu chấp nhận theo phe Quebec, họ sẽ sống một cuộc sống vô nghĩa. Việc quay trở lại thế giới thực mới là điều đúng đắn phải làm. Từ đó, mọi người bắt đầu quay trở lại phe người chơi và chống lại Quebec. Trong hiệp 15, Arisu lấy thân mình để làm mồi nhử, dụ càng nhiều người đuổi theo mình càng tốt, để rồi đến hiệp cuối cùng, Usagi dễ dàng bắt được đám người đó. Trong thời gian còn lại của hiệp 15, sắc xanh dần chiếm ưu thế, để rồi cuối cùng thu phục được toàn bộ người chơi và chiến thắng ở trò chơi Quebec. Arisu và Usagi rời đi đến một sân vận động bỏ hoang, cùng nhau tắm suối nước nóng ở đó và rồi trao nhau nụ hôn đầu tiên. Ở một diễn biến khác, Chishiya cùng 3 người khác đang tham gia trò chơi Karo. Bất ngờ thay, Karo lại chính là Kuzuryu, thành viên số 2 của bãi biển. Vì là chất rô nên trò chơi này mang đậm chất trí tuệ. Trong mỗi lượt 3 phút, người chơi sẽ chọn ra một số bất kỳ từ 0 đến 100. Trung bình cộng của những số được chọn sẽ được nhân với 0,8. Người chơi chọn số gần nhất với kết quả sẽ giành chiến thắng. Người thắng sẽ không bị trừ điểm, người thua sẽ bị trừ 1 điểm. Nếu điểm của người chơi nào chạm ngưỡng âm 10 thì một chậu axit khổng lồ trên đầu họ sẽ trào xuống và dội thẳng vào người. Với mỗi người chơi bị loại, sẽ có một luật mới được bổ sung. Người còn sống sót cuối cùng là người chiến thắng. Trong 2 vòng đầu tiên, Kuzuryu dễ dàng giành chiến thắng, khiến điểm của những người còn lại đều đã là âm 2. Họ bắt đầu nhận ra quy luật càng chơi lâu, con số kết quả càng thấp và tiến dần về 0. Vì thế nên vòng tiếp theo, 3 người trong đó có Kuzuryu chọn 0, chị gái duy nhất này chọn số 1, còn Chishiya lại chọn tận 100. Đương nhiên người chiến thắng là chị gái kia. Chishiya nói rằng mình làm thế vì trò chơi này quá đau đầu, nên cậu quyết định phá game luôn. Nhờ sự ngẫu nhiên của Chishiya nên không ai đoán được điều gì nữa, khiến cho cậu và chị gái kia mỗi người thắng thêm một vòng. Ở vòng tiếp theo, người thắng là Kizuryu. Hai người đàn ông chưa thắng được vòng nào đã chạm mức âm 10 điểm và hy sinh. Do có hai người thua cuộc nên trò chơi có thêm hai luật mới. Thứ nhất, nếu có hai người chọn cùng một số trở lên, họ sẽ thua vòng đó. Thứ hai, nếu có người đoán chính xác kết quả thì những người thua sẽ bị trừ 2 điểm. Bằng suy luận tài tình của mình, Chishiya đã đoán chính xác kết quả, khiến chị gái bị trừ 2 điểm và chạm mức âm 10. Cuối cùng chỉ còn Kuzuryu và Chishiya. Trò chơi có thêm một luật nữa là nếu một người chọn số 0, người chọn số 100 sẽ thắng. Điều này đưa trò chơi về thế cân bằng tuyệt đối với 3 lựa chọn là 0, 1 và 100. Chishiya nói rằng mình sẽ chọn 100 để quyền tự quyết vào tay Kuzuryu. Vì trước đây từng là một luật sư với mong muốn đem lại công bằng cho tất cả mọi người, cũng như có lý tưởng sống là mọi sinh mạng đều bình đẳng, Kizuryu đã chọn số 0 hai vòng liên tiếp, khiến tỷ số hiện tại đang cân bằng âm 9. Trong vòng cuối cùng, Chishiya vẫn chọn 100, còn Kizuryu đã quyết định tuân theo lý tưởng sống của mình và chọn số 0 một lần nữa, chấp nhận hy sinh. Vậy là Chishiya giành chiến thắng trò chơi Karo. Cùng lúc đó, Kuina đã tìm được An. Hai người cùng nhau tham gia trò chơi quy tép và đã giành chiến thắng. Những người chơi khác cũng đã rất nỗ lực phá đảo những lá bài hình còn lại, để rồi chỉ còn lại lá ca bích và quy cơ. Lúc này, mọi người bắt đầu tập trung lại ở Shibuya để cùng nhau chiến thắng. Arisu gặp lại Chishiya, nhưng khi đang nói chuyện thì Chishiya bất ngờ bị bắn bởi Niragi. Hắn yêu cầu cả ba rút súng ra bắn nhau và họ đã thực sự làm thế. Nhưng sau đó Usagi đã đến và can thiệp. Niragi vô cùng tức giận nên đã chĩa súng vào người cô và bóp cò. May mắn là Chishiya đã kịp thời đỡ viên đạn cho cô, khiến anh bị trọng thương. Arisu cũng đã nổ súng bắn một đòn chí mạng vào người Niragi, khiến hắn cũng thoi thóp. Đúng lúc này, Kabik đã tìm đến nơi và bắt đầu xả đạn. Sau khi giấu hai người bị thương đi, Arisu và Usagi bắt đầu bỏ chạy. Họ gặp lại An và Kuina cùng Aguni và Akane. Cả đám bắt đầu lập kế hoạch giết chết tên Kabik. Arisu sẽ đến hiệu thuốc gần đó, xịt đề phòng khí aerosol. Trong khi những người còn lại câu giờ và dụ hắn vào hiệu thuốc kia. Khi đó Arisu sẽ ném lựu đạn để kết liễu tên cá bích máu lạnh. Mọi chuyện lúc đầu diễn ra tương đối trơn tru, thế nhưng tên cá bích lại quá mạnh. Hắn ta sử dụng những vũ khí của mình vô cùng thành thục, cùng với kỹ năng chiến đấu điêu luyện nên đã khiến cho ai nấy đều thừa sống thiếu chết. An và Akane đã bị nã đạn vào người đến mức hấp hối. Kuina khi lao vào cận chiến cũng bị đâm liên tục vào sườn khiến máu chảy không ngừng. Usagi cũng bị hắn đâm hai nhát vào hai chân khiến cô không thể di chuyển. Aguni thì bị bắn gục. Lúc này, Arisu đã quay lại để dụ hắn vào hiệu thuốc. Nhờ sự giúp đỡ của Aguni nên hai người thành công đưa hắn vào bẫy, kích nổ lựu đạn khiến tất cả nổ tung. Aguni sau đó đã tự tay kết liễu tên cá bích. Lúc này, ai nấy đều đang đứng giữa ranh giới, giữa sống và chết.
chỉ còn Arisu và Usagi đủ sức để dìu nhau lên một tòa nhà cao tầng, trạm Mira, đại diện cho lá bài hình cuối cùng, quy cơ. Luật chơi của trò chơi cuối cùng này rất đơn giản, chỉ cần người tham gia hoàn thành đủ 3 hiệp bóng vồ mà không bỏ cuộc, bất luận thắng hay thua thì người chơi đều sẽ chiến thắng. Dù rất ngạc nhiên nhưng Arisu đương nhiên vẫn sẽ tham gia. Hai hiệp đầu tiên trôi qua rất nhanh mà không có bất kỳ biến cố gì. Thế nhưng trước khi bắt đầu hiệp thứ 3, Mira đã mời hai người uống trà để nghỉ giải lao. Cô cùng Arisu bắt đầu trò chuyện. Arisu hỏi gặng Mira xem nơi này thực ra là gì. Cô ta đã đưa cho Arisu những câu trả lời khác nhau, như đây là thế giới tương lai và họ đang ở trong một trò chơi thực tế ảo, hay đấu trường này là thú tiêu khiển cho đám nhà giàu. Thế nhưng Mira đều cười phá lên và nói rằng mình chỉ đùa thôi. Cuối cùng, cô ta cũng nói sự thật cho Arisu, rằng sau khi chứng kiến tai nạn chết người của hai người bạn thân của mình, Arisu đã bị sang chấn tâm lý và mất trí nhớ. Tất cả những gì mà anh đã trải qua tại thế giới này chỉ là tưởng tượng của anh mà thôi. Còn bản thân Mira chính là bác sĩ tâm lý điều trị cho anh. Còn Usagi, cô chỉ là một bệnh nhân khác tại bệnh viện này mà thôi. Dưới những lời nói vô cùng thuyết phục của Mira, Arisu dần dần tin vào thực tại rằng mình là một bệnh nhân tâm thần. Cô ta cũng đồng thời nhắc đi nhắc lại với Arisu rằng anh sẽ bỏ cuộc. Thế nhưng Usagi đã đến và cố gắng thuyết phục Arisu tỉnh lại. Cô tự lấy một mảnh thủy tinh rạch vào tay mình để giúp Arisu nhớ lại lời hứa trước đó rằng anh sẽ luôn bảo vệ cô. Trong một thoáng chốc, tưởng như Arisu đã đầu hàng, thế nhưng anh đã nắm lấy tay của Usagi và nói rằng mình muốn ở bên cạnh cô. Arisu tỉnh dậy khỏi thực tại ảo mà Mira gài gắm vào đầu anh, rồi nhanh chóng hoàn thành hiệp bóng vồ cuối cùng, đồng thời chiến thắng trò chơi. Mira bị giết chết, lá bài quy cơ bị phá hủy, đánh dấu sự kết thúc của những trò chơi này tại đây. Một giọng nói vang lên nói rằng những người chơi còn sống có hai sự lựa chọn. Một là ở lại và trở thành công dân của vùng đất này, hai là trở về nhà. Và đương nhiên, tất cả những nhân vật mà chúng ta theo chân từ đầu mùa đến giờ đều chọn trở về nhà. Lúc này, chúng ta được trở về Shibuya thời điểm trước khi tất cả mọi người biến mất. Hóa ra có một thiên thạch khổng lồ rơi xuống đây và lấy đi mạng sống của rất nhiều người, đồng thời khiến cho vô số người bị thương, trong đó có Arisu. Sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Arisu được em trai mình thông tin rằng anh về cơ bản đã chết khoảng 1 phút, nhưng sau đó đã được cứu sống. Trong bệnh viện, ta còn có thể thấy Chishiya và Niragi đang nằm cạnh nhau. Akane thì bị cụt một chân, đang lăn xe lăn qua phòng cấp cứu của Aguni. An đang được hồi sức tích cực, còn Kuina thì đã có một cuộc hội ngộ đầy xúc động với cha mẹ của mình. Arisu lúc này đã tình cờ gặp lại Usagi, dù hai người không còn nhớ nhau là ai, song họ có lẽ vẫn cảm thấy một sự liên kết vô hình. Họ bắt chuyện với nhau và bắt đầu một mối quan hệ mới. Cảnh quay cuối cùng cho ta thấy một bộ bài trên bàn đang lần lượt bị thổi bay đi, chỉ còn duy nhất lá bài Joker. Và trên đây là toàn bộ những diễn biến chính trong mùa thứ 2 của series Alice in Borderland. Các bạn thấy sao về video này? Hay còn bất kỳ chi tiết nào mà chúng mình bỏ lỡ hay không? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé! Đừng quên nhấn like và subscribe cho Wait Wait Movie. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Wait Wait out!